Chào mừng các bạn đến với kênh Làm Vườn Cùng Phú Phiếm. Hôm qua đi cửa hàng thì tình cờ thấy người ta bán rất là nhiều cây hoa lồng đèn. Thực ra thì lúc mà đi cửa hàng thấy nó có tận 4-5 loại màu rất là đẹp. Nhưng mà mình cảm thấy ấn tượng nhất với hai màu này. Thế là mình mang về để trồng thử. Mỗi năm đến mùa xuân, mình thường mua những cái loại hoa mà nó rủ dài bông xuống ấy thì nó sẽ rất là đẹp, nhưng mà điểm trừ của nó là đến mùa đông thì nó sẽ chết và năm sau thì lại phải trồng những cái chậu hoa mới. Mình nghe mọi người nói là cây lồng đèn này đến mùa đông nó cũng vẫn sẽ chết, nhưng mà đến mùa hè thì nó sẽ lại tự mọc lại mới. Không biết là nó có được như thế không, mình cũng cảm thấy là rất kỳ vọng ấy, nên là mới mua về để trồng. Hoa lồng đèn còn có một tên gọi khác rất là hay, đấy là hoa đăng. Cái tên nghe dễ thương nhỉ. Mình đã từng đọc ở đâu đấy rằng hoa lồng đèn tuy kích thước bé nhỏ nhưng luôn thu hút sự quan tâm của mọi người. Và nó còn mang lời nhắn nhủ một chân lý sống rất là đơn giản. Sự sống có thể nhen nhói trong những điều rất nhỏ bé và giản dị. Chỉ cần bạn chú tâm quan sát thì niềm vui chẳng ở đâu xa. Chẳng hiểu sao khi mà đọc được những cái dòng này, mình cảm thấy nó rất là hợp với tâm trạng của mình. Bởi vì đôi khi chỉ cần một nhánh hoa, một tán lá để cân bằng lại cảm xúc mỗi ngày thì cuộc sống sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều. Được 3 chậu. Cái chậu nhỏ chắc là mình sẽ để ở trên cửa sổ. Còn 2 cái chậu treo thì mình sẽ treo ở ngoài sân, hướng ra vườn. Hy vọng là vài tháng nữa nó sẽ dài cái tán lá nó xuống ấy, nó rủ xuống và nó vẫn ra được nhiều hoa. Nếu mà như thế thì sẽ rất là đẹp. Lát nữa mình sẽ treo lên. Ta-ra, xong rồi đây. Chúng mình cùng chờ xem vài tháng nữa thì chậu hoa này sẽ như thế nào nhé. Chúc các bạn có một ngày vui. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Bye.